Nếu biết bàn chải đánh răng cũ có thể làm sạch những chỗ khó chùi rửa nhất trong nhà bạn, sẽ không bao giờ vứt chúng đi nữa. Chỉ cần một chiếc bàn chải đánh răng cũ bạn, đã có thể làm sạch đồ dùng trong nhà một cách siêu nhanh và siêu sạch. Đánh sạch các khe gạch, những khe gạch nhỏ trên tường, sàn nhà tắm, những chỗ gấp trên bồn rửa mặt, bồn tắm không thể cọ bằng bàn chải lớn thì bạn hoàn toàn có thể dùng bàn chải cũ để đánh sạch. Ngoài ra, bạn có thể lắp bàn chải vào máy khoan để đánh rửa những khe gạch men mà không hề tốn sức. Trước tiên, bạn dùng một đinh xoắn dài khoan xuyên qua phần đầu bàn chải và cố định nó tại đây, lắp lại chiếc bàn chải đó vào máy khoan, cắt bỏ phần thân. Tẩy bồn cầu, những góc khuất của bồn cầu vốn rất khó tẩy rửa. Vì dụng cụ tẩy bồn cầu thường khá to, không thể dọn sạch từng khe kẽ bồn cầu, do đó, hãy tận dụng bàn chải đánh răng cũ. Dùng bật lửa hơ nóng cán bàn chải để dễ dàng uốn cong sau đó, bạn đè mạnh đầu bàn chải xuống mặt bàn sao cho bàn chải gấp lại như hình chữ L. Sau đó, bạn chỉ cần dùng bàn chải đánh răng để làm sạch kẽ bồn cầu. Làm sạch máy sấy tóc. Bạn có thể dùng bàn chải đánh răng cũ để làm sạch máy sấy tóc của bạn. Những sợi lông của bàn chải sẽ là cách tuyệt vời để giúp bạn loại bỏ bụi ra khỏi bộ lọc ở máy sấy tóc của bạn. Cọ xích xe đạp, bạn có thể quay úp phần lông của hai chiếc bàn chải cũ vào nhau và cột chặt phần thân lại để cọ sạch phần xích xe đạp hay xích trong các loại máy móc, vết dầu, mỡ, bụi bẩn sẽ nhanh chóng được loại bỏ. Làm sạch mọi chỗ trong nhà tắm. Những góc hiểm như khe cửa nhà tắm, vòi nước rửa tay đều rất khó để tiếp cận khi làm sạch, nhưng những chiếc bàn chải có thể giúp bạn loại bỏ vết bẩn bám lâu ngày ở đây. Theo gia đanh net vn bạn hãy tham gia bình luận dưới video về chủ đề này nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại